Chắc là dưới đấy có rượu với cả có bạn nhiều hơn. Có rượu thì chỗ nào có rượu thì chỗ này đến đó. Và mời các anh chị và mọi người dùng quả với tao giống mày nhé. Nguy hiểm thật đấy. Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Hôm nay có mấy anh em thợ làm đấy? Ba thế à? Hai anh kia vẫn nhà vẫn đang có việc nên là vẫn nghỉ à? Ai ra? Bố dậy lấy con chó này rồi à? Con chó nhà chị Sùng à? À, thế nhà chị Sùng lấy cái gì trông? À, không phải đâu, nhà có hai con, hai cái đấy, hai con đấy. Rồi, à, sai. Hôm nay thì nhớ rồi. Này. Sao là? Ủa, lấy này. À, lấy cái lấy cái kia buộc vào à? Vứt luôn à? Rồi. Hôm nay mua thêm đôi dép mới cho chú bà Sử vì hỏng hết rồi. Hôm qua thì quên lấy để đấy cho mời anh em nghỉ ăn ấy. Ai ra? Vừa không? Lo chỉ lo. Sướng được dép mới sướng. Đấy, hôm nay thì anh em sẽ chia sẻ một chút về cái tiến độ của căn nhà em Vân. Hiện tại thì đã thành hình rồi. Tôn nhá, online hơn rồi tôi nhá. Có ý vẫn rằng không? Đâu nhỉ, Vân đâu nhỉ? Hôm nay có một cái màn cho Vân, một cái màn xay xuống nữa. Răng quá răng, cẩn mạc quá, thì cười. Đấy. Hôm nay là đổ thêm cột này mọi người này. Với cái nhà của em Vân thì lại có cột rồi. Có khi là cái cột này lại là cái gây tranh cãi cho mọi người. Đấy. Rất nhiều bác không dày xem video của Tần Giác Mạch bảo là đổ răng gì mà lại không có sắt. Các bác xem đi đâu đi chứ sắt rất nhiều đây. À, sắt dầm to vẫn còn đây, sắt 6 vẫn còn đây. Rồi là cả sắt vẫn còn đây. Đấy. Khung nhà chắc là anh em mình sẽ phải quay xa một xíu thì mới lộ hết được cả căn nhà. Anh em mình vẫn luôn là tính là nhà thì sẽ không quay nhiều, bởi vì quay nhiều thì lại không có cái nội dung gì cả. Đó, nhà đã thành hình rồi và đến khi nào mà hoàn thiện chắc chắn anh em mình sẽ làm video tổng thể, lúc đấy nó mới sẽ đẹp hơn. Tất cả những cái góp ý hiện tại thì đều là mang tính là gọi là để anh em mình lắng nghe và học tập kinh nghiệm để làm tốt hơn trong cái nhà tiếp theo. Tuy nhiên thì để mà nói với cô anh chị ấy, là anh em thợ người ta làm cũng hết sức là cẩn thận và đàng hoàng. Nhiều người cứ nghĩ là anh em thợ là làm vớ vẩn sau đó lấy đồng tiền. Không phải đơn giản, bởi vì Tam Giác Mạch cầm tiền có nhà hảo tâm thì rất khó để tiêu. Nếu mà làm đàng hoàng thì mới có thôi, chứ còn không thì rất khó. Chú bà Sử bán con chó à? Con chó nhà chị Sùng à? Thế nhà chị Sùng lấy cái gì trông? Không có tiền mua. À. Ngu chồng. À, bán con chó đấy đi á. Để để lấy ngô trồng á. Lấy giống ngô mà. Không có tiền mua. Thế hai đứa con đi làm thuê không có tiền à? Không có tiền. Ôi giời. Con chó 700 nghìn cơ à? 700 à. Đấy. Cho lo cho. Ăn quả mơ. Lo.
đừng như nhau. Ồ, cướt máy nhờ ba xảy ra. Sáng đi giúp lấy cỏ cả. Nó nó nó, rút tê nó nó. Gian dữ sáng nó, thoáng luôn. Đến khi mà hoàn thiện anh em mình còn san lại cái sân một cách phẳng lì nữa để cho cái sân nó sẽ thấp hơn so với nền nhà. Thì khi mà mưa các thứ nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Đợt vừa rồi thì anh em mình có làm nhà của em Mỹ ấy. Thì thật sự đúng là làm mà người gọi là được khán giả của anh chị yêu quý quan tâm thì thật sự rất làm, cũng là một cái áp lực đấy mọi người ạ. Nhà của em Mỹ thì anh em mình làm là hai buồng ngủ ở bên này. Đầu bên này là nhà tắm, nhà vệ sinh rời. Rồi bếp rời. Thì cũng nhận được rất nhiều những cái comment trái chiều là ai lại đi làm nhà vệ sinh trước cây nhà, đi vào từ đường vào nhà lại gặp nhà vệ sinh trước. Xong là đến nhà anh em mình cũng hôm nay cũng lại có cô ba anh chị gọi điện là sao lại không làm nhà bếp trước để từ đường vào này, từ đường cái vào này mọi người này, nó sẽ đẹp hơn. Có khi là xong ấy, xong nhà mọi người này, cái vị trí mà tao mày đang đứng đây này, xong nhà thì anh em mình sẽ hạ cái đường này xuống bằng cái đất nền này này, để cái đường nó một phát từ ngoài kia vào đường này này luôn. Đấy, vào nền này luôn cho có cái khoảng sân rất là rộng đẹp chứ không theo đường cũ nữa, khả năng là như thế. Đấy, bên này là buồng. Đi đâu về? Ờ. Lấy cây á? Lấy cây làm gì? Làm trống đúng không? Để trống cái rầm đúng không? À. Ăn quả đi, ăn quả nghỉ ngơi xong làm tiếp. Vác được mấy cây rồi Vân? Chặt được rồi cái gì? À. Xong là tí đi vác cái gì? Ok. Cây của nhà ai đấy? Cây của nhà ai? Của chú Say. À, chú Say cho à? Được rồi. Xin chào. Sao? Ăn quả đã, nghỉ một tí đã. Chín tông là? Đây là một mẫu nhà, nếu như mà khán giả nào đã xem nhiều của các anh thì có lẽ là sẽ nhận ra được căn nhà của anh em mình chuẩn bị làm là nó như thế nào. Anh em để thật chờ. Vẫn có mi cửa nha mọi người nhé, hay còn gọi là ô vang này. Đấy. Trong này là hai cái buồng. Đấy. Đây là thông ra bàn bếp, bếp khói và lò ống khói đây. Đấy. Phòng ngủ rất là rộng và thoáng mát. Ngôi nhà của em Vân thì anh em mình sẽ để cái bức ngăn vách này thẳng một phát lên với bằng khẩu luôn. Đấy. Để không phải làm trần mà hai bên cũng không thể nhìn sang nhau được. Thật tuyệt vời vào đấy, mới được đấy. À, đi lang thang ở đâu? Hả? Dưới thung lũng á? Giúp ai đấy? À, chắc là dưới đấy có rượu với cả có bạn nhiều hơn. Và mời các anh chị và mọi người dùng quả tao giống mạnh nhé. Hôm nay thì hai anh em thợ là nhà có việc nên là nghỉ rồi. Chắc là phải tầm sáng mai thì mới kịp đến để đi làm.
Quản lý shop nữa. Được. Bây giờ bà xử đôi dép kia đeo được bao nhiêu lâu à? Tao ít sùng mà. Dùng sắt theo ly để buộc dép. Đội trên này làm gì mà nó cắt cỏ nhiều nhỉ? Bán cỏ à? Vườn gì à? Ở tận đâu ấy Vân ơi? Tận đâu ấy? Qua nhà đi à? Ôi dồi ôi. Cách kế hơn nhá. Em ạ nhỉ? 60.000 ạ. Ui giời ơi. Xong một cái nhá, cái nhì nhá thôi. Lâm mùa rau rồi chứ? Thì bao rồi. Tụa mùa mùa gió chỉ cá nhiệt rồi. Xung quanh này. Chỉ tàu là. Là hãy lý tàu hắn tàu. Mùa gió lúc cậu ít thì tôi mò chế mò nành cậu. Nành cậu trò chứ? Nành cậu bấy trọn. Ôi dô. Là bù gì bù ồ? Chỉ bác lô. Mùa gió lẹp gì bù mà chỗ này từ máy áo từ lò cả lô. Ừ. Hả? Mày chứ phải cúc máy, cúc trường máy vừa học vừa làm. Để hở đơn thường chiều mà tốt. Cục bực đấy. Này là khác gì đi bóc lột thôi. Tháng 2 triệu đi phụ bữa được tao, tao giả 3 triệu. Lại tao ớt trọt chi rồi rồi, y lì. Chị bao mà. Nhớ khó từ chị bao. Nhớ khó từ chị bao rồi. Ủa Lý mà tua tới chị Pháp lắm. Thế ông đi làm ngày 200 còn được gấp đôi nhỉ. Con một tháng đi làm được có hơn 2 triệu. Bố đi làm đây là tháng 6 triệu. Công à, đều nhỉ. 30 ngày mà 6 triệu. Ừ. Còn ăn cơm rượu say đàng hoàng. Uống thuốc chưa? Không rồi. Có đỡ không? Khó. Khỏi. Kia là nó thua mà hào tàu mà. À, lúc còn xé xôi đấy nó. Có hay sao? Cho lắm đấy. Sao lại à lắc em phải cuốc tiền mà cuốc đồ gì nhỉ? Đồ dâm.
chưa vâng. Hết rồi á? Cây này hơi cong nhỉ? Cái này hơi ngắn đấy, phải cây gạch lên đấy. Muốn chạy cho nhé mà, như cho con lô. Cây gạch lên thôi. Đấy, cầm dìu cho má. Vân này, cầm dìu cho má. Đấy, cầm cái này cho. Ok, tao lọ. Ây da. Ta là tiết đâu? Tao. Ồ. Tầng này không... Chị tao. Còn chưa đủ á Vân ô. Chú bảo là cho hai cây thế này. Cho xe này nữa gì? Đấy cái là thẳng thẳng một tí nha. Không thì nó kê nhiều gạch quá nguy hiểm cho các anh em thợ lắm đấy. Cái này vâng, phải của mình tốt nhỉ? Vâng. Đây, có cái ở nhà đây. Đây là cái cây thông thẳng thẳng cái này. Chặt họ phạt tiền đấy, không xin đấy. Chặt thì chặt để tiền á. Nếu cứ có một cái xin thì cũng được một hai cây nữa. Nào vã. Không biết gì. Qua đường nào nhỉ? Đường này này. Tắt hết mồ hôi đấy. Hết chưa Vân ơi? Hết rồi. Tiến lên trên này chặt tiếp. Phương này chặt tiếp mà. Này ngắn thế, không được 3 mét á. Cây không dài sao mà lấy ngắn thế. Ấy kêu rồi, tối nay đi soi đi Vân ơi. Ấy kêu rồi, tối nay đi soi đi. Cái chống mà con thẳng lên rồi. Như ba cây này được này. Cả ba mà chống à? Thì chống làm sao được. Quá thì em bảo là lái đi đây để đun mà nhỉ. Sao thế sao không được thì sao không cần được. Chắc thế chắc. Nhưng mà mệt thì lấy cây thẳng về, nhưng mà không mệt thì cứ vác cây cong về cũng được. Chỉ mà giống rồi. Không chắc thì cứ vác về đâu. Mệt đấy, mệt sao mới kia rồi. Cho cái thẳng đi, cái cong lấy đi có dùng được không? Tối để anh em thợ xem có điện không không ấy nhá. Trên kia thẳng nhở? Cái gì kia? Không phải đâu. Không phải của mình. Không phải của chỗ đâu. Là chỗ cho đâu hạt số thì sẽ khó lắm. Hạt số thì phải cho tiền trong. Cái này dùng chỗ mình lấy đi. Để anh ngắm cây nào chuẩn mới chặt thôi. Dạ, chặt cây chú ở bên nào đấy? À? Cây của chú ở đâu? Giống bên kia. Bên kia đó à?
từ đây đi. Từ đây đi à? Phải chọn chọn cây. Đây đây. Này dưới này có hai cây này, ít cây luôn. Cái này. Chờ đi. Ủa đó là của cái cây cũ mà họ nhìn. Bên này có phải không? Ôi trời ơi, cái dìu như này chắc không có điểm gì đâu. Cẩn thận nhá, không thì nữa cái lưới dìu bay đấy. Dốc phải không? Dốc quá. Em xuống dưới đây. Xuống dưới đi. Cao không? Ê, đồ vô chỗ kéo nhá. Đồ thằng kia đi tới chứ hả? Vân ngửa nó về đây nhá. Hả? Vâng, chặt xong lấy tay ngửa nó về. Quá. Dìu của nhà ai đấy, cùn đấy. À, chưa mài thôi, mài thì gì. Ôi trời, mệt với em quá. Đấy, lấy cây phải mài trước chứ. Tay mẹ nó về. Nó hình nghiêng đấy, vào đây. Chắc đấy. Đấy. Chắc sao vậy chắc? Ba cái chắc chỉa. Tính à? Chắc chỉa lò. Bút lên luôn. Anh em mình xuống này đi. Sao chưa? Rồi, cái đấy cho anh Quyết đi. Cho anh Quyết tự xử đó. Anh em mình hướng thế này. Đây này, cái trước mặt đây này. Đó rồng, trước mặt đây này. Cái thẳng là được. Không, cái đằng trước đây mà. Cái này, cái khác đỡ đây mà. Đúng rồi. Anh Quyết, tầm này được rồi anh Quyết nhỉ? Tầm này được rồi nhỉ? Đây này. Đây cái này. Chơi cái này luôn đi. Ủa. Ê, chú chồng à? Anh lại khai mặt của mặt. Ok. Chồng. Đấy, cây đó mà cũng không phải của mình, cũng không là nó đang nhiều lắm. Đây. Ủa, cái này cong quá. Vâng này. Thế là xuống bên dưới đi. Bên dưới. Bên dưới rất to hơn. Cái dưới to, đúng là cây loại này thôi. Hay là cây này đi. Đây này, đây trước mặt đây này.
không? Đấy, cây này thôi. Nhà của chú Sai cũng có rừng bên này một chút rồi. Ở đây rồi. Đây kia có một mảnh rừng, còn đây là có một mảnh rừng. Nhiều thế. Hai mảnh rừng. Nhà giàu ấy nhỉ, vâng nhỉ. Nhà chú Sai trước đó. Nhà bác Hằng kia. Nhà to. Hả? Ui ú. Rồi cái lưới mất. Cẩn thận nhá. Cục đá này, đây cục đá này, đây này. Đấy. Đến dài một tí nữa. Tầm này là đủ đấy. Chẳng ngược lại đi, chẳng ngược lại đi. Đổi bên, đấy. Ôi trời ơi. Nguy hiểm thật đấy. Đợi chú kia chắc lâu quá không đem ra nữa. Lấy cái này thôi. Được rồi, tôi đang đợi được rồi. Nhưng mà lấy càng dài càng tốt nhá. Cứ cho nó dài một chút thoải mái đi. Đến thì anh em tự cắt tự gọt sau. Bây giờ mình lấy ngắn quá rồi, giống lúc đấy em là không tự cắt. À, anh em thợ tự cắt. Lấy dài một tí cũng được. Chú vua gia cư đã đến. Chú không có dép à Vân? Có không đeo à? Có không đeo đâu. Nói cho mình một đôi. Chú có là không không chi tiêu à? Ôi giời. Thích đi sân đất thôi. Thích đi phiêu bạt giang hồ thôi. Ta. Em nhấc đi. Lấy gì của anh cầm đi sau cho. Có bên nào lên đây? Để cầm dìu cho. Được rồi. Múa lông. Sao á? Anh quên rồi đi, Lấy một cây nữa à? Xin một cây. Bỏ chỗ thì bên đây này. Cầm một cây, 3 cây nữa. 3 cây, à. Đây. Cho chú vô ra cư đi, em đặt cái này đi. Vân ơi. Lo. Nhan nhau. Nào. Trước mặt em luôn đi. Đến đây. Nhiều quá. Một cánh đồng. Chồng gì đấy? Chồng cái gì? Alo. Lấy bên trên đường đi, lấy gần đường mình bê, mình vác cái dễ hơn đi.
đây gần đường đi. Đây cuối. Đây. Đây 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 chỗ quét đấy, quét đi. Là mấy cái nào? Cây giữa thôi. Đây cái nào? Cây gần đường thôi, đúng không? Đây cây này, cây này, cây này. Nhưng mà gần đường thì đúng. Đây. Đây đây đây. Con cái mà này. Cái này cao từ 3 mét rưỡi đấy. Lấy từ đoạn này. Cái này Lo. Lần lên như kia. Cái này mình thấy. Ai lấy xong ai về trước nha. Có ai? Mua lọ mua thịt lòng. Nhà nhau cái chỗ. Nhà nhà đấy. Cái chỗ nào? Cái chỗ này sao vậy? Chậm. Cứ lấy dài thoải mái đi nhá. Không đến đâu thì anh em nó biết đấy. Ui, nhá nhá đấy. Nhá, mình lấy đi. Lấy cái gì đấy? Cái gì sao vậy? Đây, bên nào? Bên đấy lên trên kia là gì đủ 3 mét. Tô mà anh, đủ mà. Đủ yếu ngủ. Xong chặt dưới thì lấy cả gốc đi. Có lòng, mỡ. Cái này thì được, cái này thì được rồi đấy. Chặt xem có đủ không? Thế cái này chọn chọn. Chọn mông mô. Nhà nhà. Nhà nhà. Cái cách là chứ. Tổ nó kiểu. Cái gì vậy mẹ, anh mà đi cho. Đi chỗ. Cũng dài phết nhỉ. Chắc là thoải mái. Úi, chú kia đi chơi thôi à? Ở đây họ làm ma à? Vâng đây. Làm ma sao mà thắp hương kinh đấy? Không có chỗ này này, thắp hương này. Không phải à? Có mộ à? Vân có biết đổ cái cột lên làm gì không? Biết có biết đổ cột lên làm gì không? Đổ cột làm cây trống, nói thế nói làm gì? Hôm qua chỉ bịt cái sắt này thôi à, chứ không bịt cái tôn à? Được, được, đủ, cái này đủ. Thoải mái. Lấy cái thước kia về thử kéo xem nào. Biết nhìn thước không đấy? Đây cây này. Đó này trước. Chừa 3 mét rồi, 4 mét được cây này. Được. Kéo đấy. Còn cái con queo này thì làm cây củi rồi nhá. 8 được kia cây. Xem nào, xem cây này phải 5 mét.
Cái này là ok này còn cong ấy. 3 mét 9. Thoải mái, thoải mái. Má. Chị em ăn cái tốt là mất cái đâu. Cái bên này đó, cái này. Cái em mang cái này. Cái này đủ rồi. Cái đó chết rồi. Đó chưa à? Dạ. Ba mét. Rồi. Hai kia đó chưa rồi. Nhà vận nhìn có cái cột là đã biết chất lượng rồi. Đi lấy nữa à? Không phải đâu. Dựng cột lên làm gì chưa biết. Thấy anh em thợ làm nhanh không? À vâng. Hả? Nhanh quá à? Đẹp không? Ước mơ đã sắp trở thành hiện thực rồi đúng không? Đâu mang ra xem nào. Đây anh bảo hôm nay là anh cầm hai cái màn này lên. Bình thường là ngủ lán này đúng không? Đây một cái màn của cô Đỗ Thị Kim Hường ở Đà Lạt Lâm Đồng gửi cho em. Một cái là cho say súa, một cái là cho em. Chỗ này hình như hai cái hay sao ấy. Thì để cho em ngủ đỡ muỗi ấy, hiểu không? Ừ. Em bao giờ chưa? Được quá, nhưng mà em có đã có rồi. Đã có rồi, đã có một cái để cho cá anh thợ. À. Cho khách thợ. Tuy nhiên là cái trước anh mua cho em kia là cái màn twin đúng không? Không phải màn gấp. Bây giờ có rồi thì dành cái này cho anh em thợ gì? Một cái là của say nhá, say súa nhá. Xem trong đấy cô có ghi cái gì không Trọng? Có nhắn nhủ cái gì không? À, cái này là mua hàng thôi mọi người ạ. Phiếu mua hàng thôi. Một cái để cho say nhá. Thế còn cái này là để cho anh em ngủ cái gì? Anh em thợ ngủ có màn không? Chưa có, thế mở thử xem nào. Nào em say. Cuối tuần em say học xong lên thì cho em say một cái. Cái màn gấp này thì lại ngon rồi nhỉ. Yeah. Chưa được sử dụng cái này bao giờ à? À, treo vào đấy. Cho em vẫn khui hàng hay nào. Tu 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 tu. Ôi giời, con chó chị Sùng gầy quá nhỉ. Chưa hẹn em lên xem dê ấy. Ừ. Có gì ăn nào? Ui ui. Cái này phải biết mở đấy. Em Vân bảo là cái này trong thời gian anh em ở đây thì cho anh em mượn. Thế bây giờ anh em về thì là em lại dùng đúng không? Bởi vì em Vân thì hôm nọ tao ra mày cũng mua lên một cái rồi. Thì cũng đã có màn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Giống như cái lồng. Đấy là quà dành cho em nhá. Em dành cho anh em thợ thì anh không nói gì đâu nhá. Đấy là tùy em thôi. Khi nào anh em thợ xong thì mình lại lấy đúng không? Về thì lại lấy. Miễn sao dùng đừng rách là được. Đấy. Cái này thì sau này là để ở cái phòng phòng khách ấy. Có ai đến mình giải đệm ra cho người ta ngủ chẳng hạn. Còn trong buồng thì mình căng màn cho nó đẹp. Cái màn này thì em thấy lần đầu. Mới thấy lần đầu. Như này ngủ tiện lắm, sáng dậy mình gấp vào luôn nhưng lại cho vào cái túi kia. À. Đấy. Rông chị rông trên đầu. Rông á? Ừ. Hả? Cái gì chú ở gì? Ừ. Giống cái chuồng gà. Đúng rồi. Riêng mình người lớn thế, trẻ con đấy kia ngủ. Anh em thợ xây chắc biết rồi. Họ sẽ mở cái xét kia, họ ngủ, họ cho họ đi vào đấy. Màn rất là kia là cái cửa để bước vào ấy. Đây là món quà dành cho em nhá. Đây là của cô Đỡ Thị gì nhỉ? Đây hướng dẫn thôi. Cái đấy mình gấp thì dễ thôi mà. Cứ gập gập vào thôi. Đó. Cò lú ít cò so xanh lọ. Cháu cả cô đã gửi cho cháu một cái màn. Rất là điền cháu à. Cả
Cảm ơn cô rất nhiều. Rồi. Cháu mong có nhiều sức khỏe tốt ạ. Ừ. Thôi cái này thì em có màn rồi thì để cho anh em thợ cũng được. Xong nào xong thì mình lại lấy đúng không? Còn cái này thì là xay lên thì đưa cho xay nhá. Ừ. Hai anh em nghiên cứu em nào. Gấp sụp chén đầu tiên ở trước này. Này cái này. Sa ở đâu rồi? Sai chỗ nào rồi? Sai chỗ nào? Gấp tạm chỗ này rồi. Cái này gấp to quá. Đến đoạn nào rồi? Thành 3 10 bước để mở được cái bài gấp này. Ô oh, mày làm thế này. Đã chịu rồi. Con gà thì em bên là chọn. Con nhiều thế thì tính ra giúp nhé. Chị tóc co chưa sai đấy.
sai thì nó không làm đâu. Và sao cho tao lại cho kìa nhẹ nhá rồi nhá xem là có sức, có mà thêm cho lỗ áo, thêm lỗ áo tao, nhưng mà kẽ, thêm lỗ áo tao. Hôm nay anh thợ đúng là nghỉ nhiều quá, quá. Cho nên em mới giúp anh thợ để làm như hơn. Giúp anh thợ để anh thợ làm nhanh hơn. Về nhà hai anh em rồi, mới chế hai anh em đi làm giải hạn rồi. Vâng, còn ba còn ba anh. Ba anh ít quá. Chạy thế, chạy thế. Một rửa mà. Tao 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 cho con mà tao. Nó là bát to à? Bát to, bát tạt à? Cái nó to à? View đây nhìn đẹp đấy, trên cao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thuốc có thuốc vào lưng mà.